Trong mấy năm gần đây, tôi thường khuyến cáo mọi người và cũng khích lệ chính mình thực sự buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Tôi đã nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Điều này có thể vào cửa được chăng? Tiểu thừa vào cửa là Tu Đà Hoàng, Đại thừa vào cửa là Ngôi Sơ Tính Bồ Tát. Tôi xin nói thiệt với quý vị, vẫn chưa vào cửa, chỉ ở ngoài cổng thôi. Mười sáu chữ này, nếu bạn thật sự làm được thì bạn đến được cửa. Nhưng chưa vào bên trong, nếu muốn vào cửa thì cần phải có điều kiện trong kinh nói. Mười sáu chữ này so ra còn dễ dàng. Làm được mười sáu chữ này thì hàng phục được phiền não, thật sự có thể giảng sanh về thế giới cực lạc, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Nếu không làm được 16 chữ này, chính là chướng ngại niệm Phật giảng sanh của bạn. Chướng ngại không ở bên ngoài. Bên ngoài không có bất cứ một sức mạnh nào có thể chướng ngại được bạn. Trong Phật Pháp, tu tích công đức thì không dễ, còn tu phước thì dễ. Vì sao tu tích công đức không dễ? Tôi tin rằng các bạn đều nghe qua câu này: lửa thiêu rừng công đức. Cái gì là lửa? Là nổi nóng. Vừa nổi nóng là đốt cháy hết công đức, không còn nữa. Bạn nghĩ lại xem, lần trước bạn nổi nóng là khi nào? Nếu như nổi nóng ngày hôm qua thì công đức của bạn chỉ có từ sau lúc nổi nóng cho đến bây giờ. Nếu hôm nay nổi nóng một lần nữa thì tiêu hết. Một đời tu công đức đến khi lâm chung nổi trận lôi đình thì tiêu tan hết. Công đức là gì? Công đức là định huệ. Nổi nóng thì không có định, không có định thì huệ cũng không có. Ai có thể phá hoại công đức của bạn đây? Chính bạn thôi. Oán thân trái chủ của bạn không thể phá hoại công đức của bạn được. Nó sẽ suối bậy, nó khiến bạn nổi nóng, bạn rất nghe lời. Anh kêu tôi nổi nóng thì tôi nổi nóng, kêu bạn thiêu thì bạn thiêu. Nó không thiêu được bạn, nó kêu bạn thiêu, bạn rất nghe lời, nên thiêu hết công đức của bạn. Nó đã đạt được mục đích rồi. Nếu như bạn không chịu thiêu thì nó chẳng có cách nào hết. Cho nên bạn không nghe lời Phật mà lại nghe lời ma. Bạn nghe lời oán thân trái chủ, nghe lời yêu ma quỷ quái. Bạn nên biết rằng công đức ở trong cảnh giới thuận hay nghịch đều không động tâm. Ở trong thuận cảnh vừa khởi tham tâm thì công đức không còn nữa. Ở trong nghịch cảnh sanh tâm sân hận thì công đức cũng mất hết.